Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra các bạn ạ. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chiếc xe Hyundai Elantra này là ở cái phiên bản là GLS các bạn nhé. Đây, phiên bản này là phiên bản GLS, phiên bản đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản cao nhất của Hyundai Elantra. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. 2020, form mới rồi các bạn nhé. Phiên bản GLS, rất là đẹp này. Option này là phiên bản đầy đủ rồi các bạn nhé. Camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Phiên bản GLS là cái phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Elantra rồi các bạn ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra GLS này là full option rồi các bạn nhé. Không còn thiếu cái gì nữa đâu. Hệ thống đèn là full LED rồi. Đấy, đèn hậu này cũng là toàn LED thôi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi quý vị các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này, thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 505 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất lại rất ưu đãi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2020 phiên bản GLS này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe Hyundai Elantra rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Lăn bánh hơn 6 vạn km này, toàn bộ vô lăng cần số các thứ này còn mới nguyên luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Phiên bản này là của Hyundai, những chiếc xe của Hàn Quốc nói chung và Hyundai nói riêng. Option thì rất là nhiều các bạn ạ. Túi khí thì là quanh xe rồi các bạn nhé. Nội thất ghế da cao cấp rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da cao cấp màu kem các bạn nhé. Đều rất là đẹp luôn. Vì chiếc xe này mới lăn bánh hơn 6 vạn km thôi. Toàn bộ nội thất đằng trước và đằng sau đều rất là đẹp ạ. Đấy, rất là mới. Chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì sáng hôm nay thì tôi cũng đã cho tháo biển số và làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số, trả lại đăng ký và biển số các bạn nhé. Và bây giờ thì anh em cũng đang dọn dẹp chiếc xe này đây. Vừa mới phụt nước qua được cái bên ngoài. Đấy, và bây giờ thì anh em đang dọn dẹp chiếc xe này các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì chắc chắn với quý vị các bạn một điều là nó sẽ đẹp, nó sẽ mới hơn thế này rất là nhiều. Vì chiếc xe là ngay lúc này đây là chưa dọn, chúng tôi đang dọn các bạn nhé. Đấy, đây là cái cốp sau đây các bạn này. Đấy, toàn bộ từ ốc cốp sau này cho đến keo chỉ cốp sau này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị tai nạn, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Và toàn bộ cái khoang cốp sau này cũng còn rất là đẹp này. Đây là do những cái vết bẩn thôi các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì cả. Chỉ còn lát nữa thì chúng tôi sẽ dọn dẹp xong thì
chiếc xe này nó rất là mới đấy các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần khoang cốp sau để đồ rất là rộng này, nỉ rất đẹp này. Phía bên dưới là lốp xưa cua đây, thưa các bạn này. Tất cả là còn nguyên bản và còn đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Và đằng sau này cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, những cái phần nỉ này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đây, anh em đang dọn dẹp chiếc xe này đây các bạn này. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau này cho các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ cái nội thất phía sau này chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp như này rồi các bạn này. Đấy, chưa dọn dẹp đâu mà đẹp như này rồi đây. Toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản này. Tắt bi cánh cửa còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất phía sau này. Bản này là bản đủ, có cả cửa nóc rồi các bạn nhé. Toàn bộ trần này, da này đều rất là đẹp. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Khoang đằng sau này rất là rộng vì ở cái phân khúc hạng C, cho nên là chiếc xe rất là dài và đằng sau rất là rộng, cho nên là đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, và nhìn về cái phía đằng trước này các bạn thấy đây, anh em đang dọn dẹp đi ạ. Đấy, bây giờ thì anh em đang đánh dọn đi nhé các bạn nhé. Đây là đang đánh bằng xi bọt. Xi bọt đánh xong là chiếc xe này nó sẽ sạch, rất là mới thôi các bạn ạ. Đây là những cái xi bọt, đấy, xi bọt để đánh cho nó sạch những cái vết bẩn nó bám ở trên táp lô, táp bi. Đấy, chúng tôi đều đánh sạch như này đấy các bạn này. Cho nên là quý vị và các bạn nào đến xem xe, chắc chắn với quý vị của bạn một điều, nó sẽ rất đẹp và rất mới đấy nhé. Đây là phần anh em đang dọn dẹp đây các bạn này. Toàn bộ táp lô, táp bi đều rất đẹp này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Đấy, hàng ghế ngồi đằng trước này đều rất là mới đây các bạn này. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe đây này. Xe thì đang dọn dở mà tôi đã quay luôn để giới thiệu cho quý vị các bạn luôn đấy ạ. Đấy, tất cả từ những cái ốc cabo còn nguyên bản luôn này. Ốc cabo nguyên bản chưa có vết tháo này, cho đến keo chỉ cabo. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản này, rất là mới luôn các bạn nhé. Những cái tấm nỉ này cũng đều rất sạch đẹp luôn các bạn này. Đấy, ốc cabo cho đến những cái phần ốc tai, đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mua xe thì quý bạn cứ xem kỹ về những cái phần đầu và phần đuôi, nhất là những cái phần ốc ạ. Và đây là cái phần ốc chân máy của chiếc xe các bạn này. Ốc chân máy cũng còn nguyên, chưa có vết tháo các bạn nhé. Ốc tai cũng còn nguyên, tất cả những con ốc ở cái khoang lái này, khoang máy này đều còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, động cơ thì rất là đẹp rồi. Đấy, động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không có bị ngập nước, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2020 phiên bản GLS này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.